router vào trong cái file app module này. Tiếp theo ở trong cái phần import này chúng ta thêm cái đoạn này vào router module.forroot. Trong forroot là một cái mảng là cái gì tí nữa chúng ta sẽ viết, được chưa? Ok chưa các bạn? Tiếp theo các bạn chuột phải vào cái app này, chọn app generator, chọn component, thì chúng ta tạo ra một component tên là hotel list ở đây, được chưa? Được chưa? Trong cái phần router module này bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau, đó là chúng ta sẽ có một cái object như này, nó gồm là path, tham số là path với kiểu dữ liệu với cái giá trị là phẩy phẩy như này, string rỗng như này, và thêm tiếp theo cái tham số cái phần tử thứ hai của nó là component, component hai chấm dạ hotel list component đây, đi xuống hotel component. Được chưa bạn ơi? Được thế. Ok. Thì ở trong cái file app component HTML này, chúng ta tạm thời xóa hết cái đống này đi. Được chưa? Chúng ta để đây là tên project của mình thôi, ví dụ như PT14303 ứng dụng. Tôi để trong thẻ H2. PT14303 ứng dụng. Và để đây là Hotel Management, cái hệ thống quản lý khách sạn, nhà nghỉ, các thứ, được chưa? Và ở dưới này chúng ta sẽ viết thêm một thẻ nữa gọi là router ở dưới outlet, router outlet, nha. Thì ngay ở bên này các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã nhúng được cái hotel list work, thì cái này nó là cái tech của cái hotel list component, cái này chúng ta đã biết rồi đó, được chưa? Xong chưa bạn ơi? Thì đấy, từ sau các bạn tạo ra đường dẫn nào nữa thì chúng ta viết thêm cái phẩy vào đây và viết thêm các cái đường dẫn khác ở trong cái file router module for root này, được chưa? Thì hiện tại tôi cũng chưa định nghĩa ra các cái đường dẫn tiếp theo, thì trong quá trình chúng ta làm cái bài này chúng ta sẽ làm những cái sẽ tạo ra các cái đường dẫn tiếp theo cũng như là các cái module các cái component tiếp theo, được chưa? Các bạn đã thấy cái hotel list chạy chưa, hiển thị lên được chưa? Rồi ạ. Ok, Rồi. thì bây giờ các bạn mở tiếp cho tôi. Nay chúng ta đã sang một cái module mới, và trước khi sang cái module này chúng ta phải chuẩn bị data đã nhá. Thì chúng ta mở cho tôi cái trang là mockapi.io. Mockapi.io. Được chưa? Sau đó các bạn vào cái trang này trông nó sẽ như thế này. Bây giờ các bạn chọn login. Và các bạn login bằng GitHub hoặc login bằng Google, tùy các bạn thích bằng cái gì thì bằng. Như tôi có tài khoản GitHub rồi thì tôi sẽ login bằng GitHub. Đó. Được chưa? Được chưa bạn ơi? Rồi ạ. Ok. Vào trong chỗ này thì là các cái dự án, các cái project của ta chúng ta. Thì chúng ta chọn cái new project này. Được chưa? Chọn new project thì mỗi một tài khoản miễn phí sẽ được tạo ra một project. Thì mỗi người chúng ta tạo giúp tôi một cái project là tên của mình. Tên của mình cộng với mã số sinh viên. Ví dụ như Thiện TH TH01679 chẳng hạn, thì chúng ta tạo ra chưa, các bạn tạo ra project chưa? Có như một là API brief. Phần API graphic điền gì đấy? Chẳng điền gì cả để trống được. Được chưa? Rồi.
Rồi, ok. Sau khi chúng ta tạo ra project rồi, thế bây giờ chúng ta kích vào đây. Chúng ta chọn là new research. Được chưa? New research như thế này. Được chưa? Nhìn thấy không? Rồi. Đây là cái research name nhá. Research name thì chúng ta đặt là hotel. Giống như tôi này. Đặt là hotel. Tiếp theo ở dưới cái đoạn schema ấy, cái đoạn này này, thì nó là các cái cột dữ liệu ở trong cái research của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các cái cột này nó như thế nào. Thì ở đây tôi đã làm một cái rồi, thì bây giờ chúng ta làm theo tôi. Đây. Chúng ta sẽ thêm cho tôi các cái cột như sau: ID này, thì bằng object ID thì cái này là chúng ta không sửa gì cả, giữ nguyên. Tiếp theo thuộc tính name, name này là name của hotel nhá. Dạng name của hotel thì chúng ta chọn là faker.js, chọn là dạng là faker, kiểu dữ liệu của nó là faker.js, và chúng ta chọn bên này là full name, chọn một cái là full name, thì tức là để nó giúp chúng ta tự generate ra cái dữ liệu ở trong cái cột này. Bây giờ các bạn chọn full name giúp tôi. Được chưa? Xem có cái company name không? Đây, company name đấy cũng được. Chọn company name cũng được nhá. Các bạn chọn name là company name này. Tiếp theo các bạn viết một cột là logo, cũng thuộc dạng faker.js luôn. Chọn là avatar. À, hình như cái avatar này không được thì sao? Chờ chờ tôi chút. Nó có một cái internet gì gì đấy. Emit data. À, internet avatar đúng không? Internet avatar như này. Được chưa các bạn ơi? Tạo cái cột logo chưa? Logo faker.js và avatar. Được chưa? Tiếp theo chọn address, thì chúng ta chọn là faker.js và street address. Cột cuối cùng là country, chọn faker.js và country. Và chúng ta chọn save xuống ở đây hoặc là update, lưu xuống. Được chưa? Đấy là chúng ta xong cái research của hotel, còn cái đoạn này chúng ta xử lý sau nhé. Thế đọc lại country rồi. Hả? Thế đọc lại cái country đi rồi. Đây, mở lại đi không? Đây, country này, faker.js và country. Nó ở đây này, ngay đoạn đầu ấy. Được chưa? Ok chưa các bạn ơi? Được chưa? Chưa. Được chưa? Cái này nó tự thêm dữ liệu cho mình thì thầy. Ừ. Xong chưa? Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kéo cái đoạn này, kéo bao nhiêu cũng được. Hoặc là reset all này. Xong rồi chọn ở đây là kéo đến khoảng 30 cái sản phẩm thôi. 30 cái hotel thôi. Thì nó tự sinh ra dữ liệu cho các bạn. Được chưa? Bây giờ muốn test xem là nó sinh ra dữ liệu chúng ta như nào ấy, chúng ta chọn nó, bấm một cái data này, các bạn có nhìn thấy cái chữ data ở đấy không? Bấm một cái data này thì nó sinh ra cái tập dữ liệu nó như này. Được chưa? Đây là cái dữ liệu nó sẽ sinh ra cho chúng ta. Dạ, cái mock API là cái dữ liệu mẫu mà nó dùng để test mà. Được chưa các bạn ơi? Được rồi. Ok, bây giờ các bạn copy cho tôi từ cái đoạn này đến hết cái mock API. Mà từ chưa phải cóp đâu. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái HTTP trước, xong một tí nữa con API thì mình mới gọi cái đoạn này nhá. Bây giờ quay trở lại với cái project của Angular này.
thì để sử dụng được cái việc là gọi một cái file, một cái gửi một cái request lên server để lấy ra một tập data ấy, thì chúng ta sẽ phải là sử dụng cái HTTP module của thằng Angular. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta import cái HTTP client module vào trong cái file app module như này. HTTP client module từ cái a-angular-common HTTP. Được chưa? Sau đó copy cái HTTP client module này ném vào trong phần import. Thì là đây là khai báo cho cái framework này biết là tôi sẽ sử dụng cái tính năng là HTTP client do cái project này định nghĩa ra. Thì bây giờ tôi sẽ xin phép tôi sử dụng. Được chưa bạn ơi? Ok chưa? Rồi. Rồi ok. Tiếp theo nhé. Bây giờ để sử dụng được cái HTTP client này thì theo cái tài liệu của thằng Angular chúng ta sẽ phải có thêm một thành phần nữa. Thành phần đấy nó gọi là thành phần service. Service cụ thể nó là cái gì thì đến buổi tới sau khi chúng ta thực hành xong cái phần lấy dữ liệu này rồi chúng ta sẽ quay lại khám phá về thằng service này. Còn bây giờ các bạn sẽ tạo làm giúp tôi cùng với tôi đã. Ở trong thằng app này, chúng ta sẽ tiến hành là tạo một cái thư mục mới là service. Tạo một thư mục mới tên là thư mục service. Trong thư mục service này chúng ta sẽ tạo ra cho tôi một cái file, một cái Angular generator này. Chọn cái service này. Dạ, chọn service này và chúng ta sẽ viết vào đây là hotel. Hotel. Enter xuống. Ơ, không enter được. Hotel service. Ơ, sao không tạo được nhỉ? Em bị điên à? Tạo ra Angular service này, tạo ra một service mới này, hotel, thế nào ví dụ gì, hotel trừ service, không tạo được không ạ? Ơ, bọn này bị điên, cho mẹ thêm một cái đi. Rồi thì tạo trong app đi, lầy vãi trưởng. Service này, hotel trừ service. Rồi tạo trong app ấy được không ạ? Chúng ta tạo ra giúp tôi cái hotel service.ts. Được chưa? Xong chưa ông ơi? Rồi đây ơi. Ok. Bây giờ nhá, trong cái file service thì chúng ta import cái thư viện là HTTP client từ Angular common HTTP. Được chưa? Và chúng ta viết cho tôi cái đoạn này. Constant hotel hotel API URL bằng HTTPS hai chấm sượt sượt của cái gì, sượt sượt của cái đoạn từ đây đến đây, sượt của đoạn này vào trong cái đằng sau của cái này, sượt hotel có phải. Một cái thôi. Mình đã đặt tên là cốm.
Được chưa các bạn ơi? Chưa được à? Ôi rồi, ơ bọn này lại tắt cam à, tắt mic rồi. Bật mic lên. Hay thật. Rồi. Mở lại code đi thầy ơi. Ơ mẹ. Bật cam lên rồi mở lại nhanh lên. Lôm côm thật. Thành Dương bật mic à, bật cam lên. Còn thằng Đạo nữa, thằng Cường Béo nữa. Nhanh lên. Câu mình ngồi nhây, úi giời, thằng Cường Béo. Sao vậy rồi? Ôi, anh Cường nhờ. Làm gì đấy Cường? Em cũng đang được thần, em không bật đâu. Bật lên. Cường Béo bật lên. Nhanh lên. Đang cởi chân đấy rồi. Cởi chân cũng phải bật lên cho tôi. Này, lô côm thật. Can rượu của mày đâu? Ngoài phòng à? Thằng Đạo đâu rồi? Bật lên. Từ từ đây em mặc cái áo đã. Thầy ơi mở lại cốt đi thầy ơi. Đang chờ bọn nó bật hết rồi nè. Bọn này lôm côm thật. Dã man. Không phải mặc quần đâu Cường ơi. Không nhìn thấy quần đâu. Rồi ok. Đây. Đầu tiên là chúng ta import cái HTTP client vào đây, là đây là cái thư viện giúp chúng ta gửi request đi. Tiếp theo cái Hotel API này, nó là cái đích để chúng ta gửi đến. Được chưa? Xong chưa? Ok. Rồi. Tiếp theo trong hàm constructor này nhá, là khi khởi tạo ra một cái instance của cái class Hotel Service này này. Đéo nó ở đây lại có hotel service service là như nào trời. Từ công ơi. À, lúc đặt tên là hotel service. Tên file này xấu quá, tôi tạo ra đặt tên khác kia nha. Như vậy. Tôi tạo ra service khác nha. Ô khỉ. Đây tôi sẽ tạo ra cái service khác, cái tên này nó xấu quá. Rồi, đây hotel service. Đây, làm lại. Bản rồi hơi lỗi tí. Được chưa? Bây giờ cái hàm constructor này là hàm khởi tạo thì chúng ta biết rồi, tôi không nhắc lại nữa nhá. Thì bây giờ chúng ta có cái private HTTP thuộc kiểu dữ liệu là HTTP client. Dạ. Tức là chúng ta khai báo là ở trong cái class hotel service này chúng ta được phép sử dụng cái biến HTTP. Và biến HTTP này thuộc kiểu dữ liệu là HTTP client, được chưa? Thì tiếp theo ở trong cái hàm cái mớ này bây giờ chúng ta sẽ viết ra một cái hàm là get list hotel. Dạ, không nhận tham số gì cả. Và cái kiểu hàm này là kiểu dữ liệu của hàm, kiểu dữ liệu trả về của cái hàm này ấy, là một cái observable. Observable ở đây. Observable là cái gì? Nó là một cái class, nó giúp chúng ta là xử lý cái việc bất đồng bộ. Tức là gửi request đi thì chúng ta không biết là cái lúc nào là request nó sẽ trả về dữ liệu đúng không ạ? Thì như vậy thì nó sẽ phải chờ cho đến bao giờ cái request của chúng ta trả về dữ liệu thì nó sẽ chạy tiếp, thì nó sẽ có một cái thuộc tính là thuộc tính subscribable. Thì để theo dõi là cái request chúng ta gửi đi đến bao giờ nó trả về dữ liệu. Thì cái action được viết ở trong cái subscribable cái nó sẽ được thực thi. Đấy, thì cái observable giúp nó làm cái việc đấy là nó sẽ theo dõi cái request gửi đi để lấy data và nó sẽ bao giờ nó trả về dữ liệu ấy thì chúng ta xử lý tiếp được. Thì đấy observable và kiểu dữ liệu trả về là any. Tạm thời để thế. Yeah. Rồi ok, kệ cha nó đi. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành là return luôn, hàm này hàm có return nhé. Return this .http.get kiểu dữ liệu là trả về nhận cái gì cũng nhận any này, được chưa? Hàm get này chúng ta sẽ gửi đi đâu, gửi request đi đâu đúng không ạ? Thì gửi đến cái hotel API URL đấy, như vậy.
này là lấy tất cả dữ liệu của cái collection hotel trong mẫu API. Thôi cũng chẳng cần trong mẫu API đâu. Được chưa các bạn ơi? Observable. Được chưa? Rồi đấy. Thánh. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Bạn nào mà không kịp thì lên cái GitHub của tôi mà lấy về nhá. Tất nhiên là cái dữ liệu này là dữ liệu của các bạn nhá. Tôi từng bị rất nhiều lớp là sinh viên dùng chung cái đường dẫn này của tôi. Các bạn ấy vào các bạn xóa mẹ hết data đi. Mình không có gì để test, lại phải vào tạo lại. Nên là tránh cái việc đấy ra, các bạn tự tạo cái mẫu API của các bạn và các bạn dùng trên cái tài nguyên đấy. Đừng dùng của tôi, nhắc lại nhá, không được dùng của tôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta mở cái hotel list ra. Ở trong cái hotel list component này, chúng ta tiến hành là import cái hotel service from cái đường dẫn là chấm chấm sược hotel trừ service.ts à, hotel.service.ts. Mình thấy mình hình như mình viết sai, nhéo đâu ấy. À không phải cái này, xóa đi này. Đó. Đây, chúng ta có import cái hotel service từ cái chấm chấm sược hotel chấm service chấm ts, bỏ cái đuôi ts này đi. Đây, như này. Dạ. Và trong cái hàm constructor của thằng hotel list này, chúng ta cũng có một cái private hotel service thuộc kiểu dữ liệu là hotel service đó. Được chưa? Là nó lại giống như bên kia rồi, chúng ta được phép sử dụng cái thuộc tính là hotel service này. Tiếp theo trong cái ng on init ấy, thì chúng ta lưu ý nhá, cái ng on init là cái hàm được chạy ngay lập tức, nhớ này, cái hàm ng on init ấy, là cái hàm được chạy ngay lập tức khi mà cái màn hình này nó được sinh ra, nó được generate ra. Nó rẻ đâu ấy. Được chưa? Tức là khi mà cái component được gọi ra ấy, thì là cái hàm ng on init nó sẽ được ngay lập tức được chạy. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta có cái như sau. Đầu tiên là chúng ta có một cái biến là hotel sc này bằng cái mảng. Được chưa? Bằng một cái mảng. Ở đây tôi đã không viết theo TypeScript nhá, để cho các bạn dễ theo dõi. Còn bạn nào viết theo TypeScript thì các bạn cứ viết được thì tốt. Thì ở trong cái ng on init này tôi có như sau: this.hotelService.chấm đến cái hàm get. Ô, cái hàm cái đâu rồi? Sao nó không ra? Đây, hàm get list hotel. Hàm get list hotel. Được chưa? Và chúng ta chấm một cái nữa là subscribe. Trong này cái chính cái subscribe này là, tức là cái đoạn này là cái đoạn thực thi cái hàm get hotel, nhưng mà cái hàm get hotel đấy chưa biết bao giờ nó trả về dữ liệu của chúng ta, đúng không ạ? Do đó chúng ta sẽ phải subscribe là theo dõi nó và chờ đến khi nào cái việc gửi request lên trên cái mẫu API nó trả về dữ liệu ấy thì cái hàm subscribe này sẽ được thực thi. Được chưa? Thực thi thì trong này chúng ta có cái data. Đây là một cái arrow function. Được chưa? Thì cái những cái dữ liệu trả về nó sẽ được gắn cho cái biến data này.
và gọi đến một cái hàm function nằm ở dưới này, thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên là console log ra cái tập data. Dạ, console log ra cái tập data và chúng ta có this.hotel bằng với cái tập data được trả về. Sao tự nhiên bọn điên thì nó lại bật cái nhạc vớ vẩn ở giữa trưa ấy nhỉ? Kinh. Cậu gọi xuống dưới bảo nó tắt đi một cái. Đang dậy dỗ này làm sao bật nhạc này dậy gì? Không, cậu search đi. Trên nhóm có. Được chưa các Thánh này? Rồi thế. Rồi ok, bây giờ mình mở cái console này ra này. Nhìn thấy cái đống này không? Nhìn thấy cái đống ở dưới này chưa? Thấy chưa các thím? Lỗi rồi, em bị lỗi. Đâu, đứa nào bị lỗi xem nào. Share screen đi. Đâu, đứa nào bị lỗi? Em đang xem. Thầy thấy chưa? Thấy rồi. Để xem nào. Mở cái hotel service cho tôi coi nào. Vâng. À, kia kìa. Cái đuôi của cái .io ấy, mốc API.io em sửa thêm cái hotel nữa. Rồi, lưu rồi. Đấy, ra một đống kìa. Rồi, đúng rồi. Được chưa? Ok. Ok. Thì bây giờ chúng ta liệu có hiển thị được danh sách các cái hotel ra không? Của em nó đang lỗi rồi. Đâu? Đâu? Đây là đây. Em mở cái file hotel list component đi. Hình như cái chữ subscriber cái biết sai không? Kiểu chữ S rồi. Xóa cái đi. Cái chữ subscribe nó sẽ tự đấy đấy subscriber enter xuống. Đấy. Lưu xuống. Lưu xuống đã. Rồi. Reload trang như thế nào? Vẫn không được. Gì kia? À, mở cái file service ra. À, thừa chữ S. Không phải thừa chữ S ở đấy, thiếu chữ S ở HTTP. HTTPS. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Không lỗi thế rồi. Tại nữa à? Chơi đi. Đâu xem lỗi gì nào. Đây nó không console ra được. Console ra một đống cái gì? Ai mà không console ra được. Lỗi đây đấy. Tắt cái này đi, ai ông bảo bố ông console bằng F12 này, console ở dưới chân như kìa. Nhìn cái chữ console không? Đấy. Reload trang như thế nào? Bật console lên. Mày lại bật F12 lên đi.
Rồi mình sai lỗi gì? In promise HTTP client. Ở cái API mở chứ. Cái app module như thế nào? Ở cái link chưa gạch hotel kìa. Từ từ đã để xem đã. Đúng rồi, ở đây em chưa có HTTP module. Đây nha Đạo ơi. Đạo. Đây đấy. Nhưng em đưa xuống dưới đâu, ở phần import có đâu. Em copy cái HTTP module này đi. Ủa? Không, mỗi cái HTTP module thôi. Cái trong đúng hoặc nhọn ấy. HTTP module. Rồi copy đi. Xong đến cuối của cái form module như kìa. Form module ở đâu? Form module đấy thầy. Cuối dòng 14. À đây. Đấy, cuối dòng đi. Pẹt xuống. Phải. Phải cái rồi lưu xuống. Chạy chưa? Rồi. Đấy. Để xem nào. Của em thiếu thiếu hotel. Sửa hotel ở trong cái hotel service. Cuối. Cuối. Cuối của cái đấy, sược hotel. Rồi, thiếu chữ gì? Rồi. Gì đây? Không được. Em mở cái mốc API của em ra tôi coi nào. Yeah. Copy lại cái đoạn 5E đến cuối đi. Bỏ cái endpoint lại nha. Rồi, lưu xuống. Ok, pệt lại đi. Hotel của bạn làm gì có S hả thầy? Đúng rồi, đang sửa viết cái hoa kìa. Cứ từ từ. Rồi ok. Em mở cái mốc API ra. Em mở cái mốc API ra tôi chỉ cho. Em hover vào cái hotel đi. Vào data à vào vào data. À quên nhầm vào edit, xin lỗi. Edit. Kéo xuống. Em nhìn thấy cái sược hotel get kia không? On get hotel ấy, đấy em copy cái đoạn đấy em pệt vào đuôi. Rồi, thừa một dấu sược kìa. Thừa một dấu sược kìa. Rồi ok. Đấy được chưa? Rồi ok. Bây giờ giải thích qua cho các bạn một chút về những cái lỗi vừa rồi nhá. Đây. Cái mốc API này là nó giúp chúng ta tạo sẵn ra những cái data và cung cấp cho chúng ta những cái URL để chúng ta lấy data đúng không ạ? Được chưa? Hiểu cái này kia, hiểu câu chuyện này không? Tiếp tục nhá. Bây giờ các bạn vào edit này, các bạn nhìn này, những cái này này. Các bạn nhìn thấy không? Đầu tiên là on get, on post, on put, on delete, được chưa? Những cái này ấy, nó là các em đã bao giờ nghe đến trước mình code web ấy, ví dụ như trong Java cũng có code web, có code form không nhỉ? Có cái ghép form mình lên đúng không? Vâng. Thì trong cái form nó có cái thuộc tính là method. Ở trong đấy nhận mấy giá trị? 2. Gồm 2. Value. Tát cho mày phát bây giờ method value. Là value. 2. Hai cái là gồm cái gì? Post mới get. Đúng rồi, post và get đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta lưu ý cho tôi một cái như sau. Cái này là ngày xưa tôi cũng học Java và mãi vì sau tôi mới biết. Thì bây giờ tôi cũng chỉ cho các bạn luôn. Như sau này, ví dụ tôi dùng cái thằng Postman này chẳng hạn. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Cái method đấy là mặc định HTTP, HTML nó chỉ có hai phương thức là get và post thôi. Được chưa? Nhưng thực tế ở trong cái việc chúng ta làm web ấy, trong cái việc chúng ta làm web sau này ấy, thì nó không chỉ có hai loại get và post đấy mà nó có bằng này loại. Get, post, put, pack, delete, copy, head, option, link, unlink, post, lock, unlock, profile và view. Thấy nhiều không? Đấy, cái này là những cái method, những cái method mà những cái request, những cái loại request mà thằng HTTP nó tức là thằng server nó có thể tiếp nhận được. Em hình dung ra không ạ? Được chưa? Nó không chỉ có get và post nhé, mà nó có rất nhiều. Được chưa? Và sau này khi mà chúng ta làm việc với API, chúng ta là người định nghĩa ra API ấy, thì các bạn về bản chất làm web là như thế. Khi mà chúng ta định nghĩa ra cái API thì chúng ta
Bởi vì cái việc các bạn tạo ra cái đường dẫn ấy, nó sẽ dần dần ít dần đi. Được chưa? Ví dụ như hotel chẳng hạn, chả nhẽ các bạn cứ tạo ra đường dẫn là get hotel, spot hotel, rồi get lead hotel, get hotel by ID, thì như vậy dần dần cái không gian tên của chúng nó ít dần đi. Thì người ta phát triển ra thêm cái các cái loại method như thế này để giúp cho chúng ta làm gì ạ? Để giúp cho chúng ta mỗi một cái method nó sẽ góp nó sẽ có một cái tác dụng riêng. Ví dụ cái method dạng get thì để giúp chúng ta lấy dữ liệu từ từ server về, lấy về, được chưa? Dạng pod, được chưa? Dạng pod dùng để là tạo mới, nhớ nhé, dạng pod là thường thường là đẩy dữ liệu lên server và để dùng để tạo mới dữ liệu, được chưa? Dạng put dùng để cập nhật thông tin, cập nhật dữ liệu ở trên server, được chưa? Dạng delete dùng để xóa, được chưa? Ví dụ như sau này, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái này demo cho các bạn coi. Ví dụ bây giờ tôi muốn lấy ra cái tập dữ liệu của cái lấy ra tập dữ liệu của cái thằng này, lấy tất cả dữ liệu của thằng hotel, tôi để request dạng get này với đường dẫn của tôi là https đường dẫn như này hotel dạ send này. Đây các bạn sẽ thấy nó ra một cái tập như này, tập mảng ở trong này là các cái dữ liệu dạng JSON, được chưa? Đây, ok chưa? Bây giờ tôi muốn tôi đọc tiếp ở đây, tôi muốn lấy ra một cái bản ghi của hotel, tôi lấy ra một cái thôi dựa vào ID, được chưa? Thì tôi copy cái này, tôi muốn lấy ra cái ID số 3, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tiến hành là lại gửi request dạng gì ở đây, dạng get, đúng không ạ? Request dạng get này với đường dẫn là sược hotel, sược cái ID tôi muốn lấy ra số 3. Đây có đúng là cái thằng số 3 đây không? Đây số 3 đây, Johnson LLC, đây cũng là Johnson LLC này, được chưa? Lấy ra một cái thì chúng ta lấy như vậy. Tiếp theo dạng post, tức là tôi muốn lấy dữ liệu, tôi muốn đẩy dữ liệu lên, đúng không ạ? Tôi muốn đẩy dữ liệu lên thì tôi phải làm gì? Thì bây giờ tôi cũng có một cái đường dẫn như sau, method dạng post với cái HTTP request như này, và với cái body của tôi gồm các cái cột như sau: name, logo, address, country, được chưa? Name này công hotel này, công hotel của ông Thiện TH hotel, được chưa? Tiếp theo đến cái logo, tôi sẽ lấy một cái đường dẫn logo, ví dụ như là FPT logo. Rồi, đây tôi sẽ lấy một cái logo, một cái đường dẫn tôi phang vào. Copy email address. Để xem có đúng không? Đúng không? Đây, tôi paste cái này vào. Được chưa? Tiếp theo sẽ đến là address này, thì đây là Duy Tân, được chưa? Country là Việt Nam, được chưa? Viết đúng chữ country không? Country, ok đúng không? Bây giờ mình xem lên này, đây các bạn sẽ thấy là nó tạo ra tôi một cái bản ghi ID là 31 với những cái thông tin mà tôi vừa gửi lên. Bây giờ ở bên này, ở bên danh sách này, tôi sẽ gửi lên một cái nữa xem nó có trả về cái thằng 31 không. Đây 31 này, đúng dữ liệu chúng ta vừa mới tạo không ạ? Được chưa? Đúng rồi, ok. Tiếp theo cái loại cuối cùng, loại put, loại gần cuối, loại put là để cập nhật dữ liệu. Thì bây giờ tôi sẽ chọn cái method dạng put này với cái đường dẫn là sược số 31 với đầy đủ thông tin như này, nhưng mà tôi cập nhật đây là cái khách sạn này đổi tên trở thành là Trần Quang Đạo Hotel, được chưa? Gửi lên này, đây đã được đổi tên thành Trần Quang Đạo Hotel. Bên này chúng ta lấy ra thằng số 31 là Trần Quang Đạo Hotel, được chưa? Với dạng delete thì chúng ta là request on method, ở đây method là method dạng delete với cái đường dẫn là sược số 31 chẳng hạn, được chưa? Tôi sẽ xóa nó đi. Xong, như này là xóa xong nhá.
Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái hotel, danh sách hotel. Thằng 31 đã bị biến mất. Được chưa? Hiểu hiểu cái thằng mẫu API để làm gì chưa các bạn ơi? Đâu hết rồi? Rồi. Được chưa? Nó khá là dễ. Nó mà nó có cái mấy cái bút mấy cái delete này không thầy? Cái gì? Hỏi lại. Trong Java nó có mấy cái method bút hoặc list này không ạ? Trong Java á? Vâng. Có hết. Có hết nha. Vâng. Rồi ok. Thì ở đây chúng ta đã lấy được cái thông tin của thằng của toàn bộ mảng dữ liệu ra rồi này đúng không? Thì bây giờ ở cái file này tôi chỉ việc là hiển thị nó ra đúng không? Tôi có UL này. Tôi có LI này. Được chưa? LI tôi sao ng4 bằng let hotel hotel sc. Được chưa? Ở đây tôi sẽ để ra trong này một cái thẻ A. Không có address gì cả. Mà tôi sẽ là router link. Router link bằng cái detail từ hotel sược. Cái router link này nó có dữ liệu tĩnh à, dữ liệu động, cho nên tôi sẽ phải đóng mở ngoặc vuông vào. Trong này một cái mảng đầu tiên tham số đầu tiên là detail hotel này. Và cái tham số thứ hai là cái hotel.id. Ở đây tôi sẽ hiển thị tên của hotel đấy là đây là hotel.name. Được chưa? Các bạn hiển thị cái danh sách này ra đi. Cái thằng chắc là nghĩa khó thì nhỉ? Hả? Thằng chắc là nghĩa khó nhỉ? Cái gì khó? Có áp dụng được cái thằng thư viện Axios đâu thầy? Được. Thấy tôi còn chơi được cả bằng Promise các thứ các kiểu. Nhưng mà nó đang sử dụng cái framework, nên là chúng ta cũng dùng những cái hàm chính thống đã. Còn các bạn thích chế gì thì các bạn chế sau. Hôm qua em nghịch thằng view với thằng Laravel mà thằng Laravel nó chặn cái gì thì cross gì không cho lấy mock API về. Dễ mà, em allow cái cross domain đi là xong. Cần thì tí tôi chỉ cho. Vâng. Lấy được ra chưa các thím ơi? Rồi ạ. Được rồi gì? Tiếp theo nhá. Tiếp tục nhá. Nhá. Được chưa? Bây giờ ví dụ đường dẫn của chúng ta như này. Các bạn sẽ thấy nó là cái đường dẫn là đẩy đến hotel sược 4, sược 5, sược đến 30 đúng không? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đường dẫn nữa để khi bấm vào đấy nó ra thông tin chi tiết của cái khách sạn này. Được chưa? Ví dụ tôi sẽ tạo ra thêm một cái component nữa. Đây là hotel-detail component. Được chưa? Hotel-detail component. Được chưa? Không chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là tạo ra một cái đường dẫn. Đây, tạo ra một cái đường dẫn là path là cái deck gì nãy nhỉ? Path là detail hotel này. Dạ, path là detail hotel. Và nhận một cái tham số 2.id
với cái component xử lý là hotel detail component. Được chưa? Hotel detail component. Dạ, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là bấm vào đây một cái là nó sẽ ra đi hotel detail work. Nhưng bấm vào bất kỳ cái link nào nó sẽ ra là hotel detail work. Được chưa? Đó. Thì ở trong cái hotel detail này. Đây nha, các bạn viết cái đoạn này cho tôi nhá. Tôi sẽ commit code lên. Nhà thằng nào gần đường tàu à? Được chưa các bạn ơi? Được chưa? Rồi ạ. Rồi ok. Bây giờ ở trong cái hotel detail này chúng ta sẽ cần phải có cái bước 1. Bước đầu tiên là lấy được cái ID ra đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ tiến hành là ví dụ hotel ID đó, bằng 0 chẳng hạn. Được yeah. chưa? Hoặc là bằng null đi. Được yeah, bằng null. Thì ở trong này chúng ta import cái activated Activate router from Python Angular dot router. Viết sai chính tả. Activated router. Đây. Và chúng ta import luôn thằng service kia. Hotel service. Trong này chúng ta sẽ có là hotel service. Ở trong cái hàm constructor này, trong cái hàm constructor này chúng ta sẽ làm những cái gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau: this.private, à quên nhầm, private route, một kiểu dữ liệu là activated route này. Tham số thứ hai, private hotel service, một kiểu dữ liệu là hotel service. Tiếp theo trong ng on init thì chúng ta có là cái gì nhỉ, zip.hotelid bằng với lại cái zip.route. À, cái gì nhỉ? Qua là cái gì nhỉ? Quên bà rồi. Z.ground.paramap. Nào nhỉ? Quên bố rồi. Paramap đây. Paramap.subscribe. Đây, tôi sẽ viết lại. Chấm paramap này, chấm subscribe này. Dạ, subscribe thì chúng ta có zip chấm đây, zip chấm hotel id bằng với lại cái param chấm get id. Dạ, chấm get id. Sau đó chúng ta có cái this chấm hotel service, viết một cái hàm nữa trong hotel service. Tạm thời chúng ta dừng lại đây nhá, rồi tí nữa tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Chúng ta cần phải viết một cái hàm để lấy được cái thông số của cái chi tiết sản khách sạn ra.
Thôi em không ấn được thì ấn cái gì? Báo lỗi. Ấn vào cái link ấy. Đâu? Share đi xem nào. Đây này. Từ từ đã. Xem nó nào. Hover vào đi. Em hover vào cái link như nào. Rồi em mở cho tôi cái file app module ra. Detail hotel. Từ nha. Từ từ bình tĩnh. Detail. Em hover vào cái link tôi xem lại cái. Hover vào cái link ấy. Đừng bấm nhá. Từ từ bình tĩnh. Detail, detail trừ hotel sược 1. Đúng rồi. Component hotel detail component. Bấm vào ra gì? Bấm vào. Loading. Đây bấm à? Rồi chết luôn à? Chắc vậy. Em mở cho tôi xem cái file hotel detail component nha. Hotel detail component. Đã có gì đâu nhỉ? Cho tôi xin cái link em đang làm. Để tôi vào vạch thử xem. Đấy chạy đi. Xong máy tôi phát chạy luôn luôn. Em reload trang như thế nào? Reload lại. Cho nó bị ngáo ngáo. Đây. Ở đây đúng không? Ngáo ấy trời. Nó có làm sao đâu. Chứ chết. Em vẫn thấy nó báo lỗi ở phần console này. Chắc là nó đang build, nó gặp vấn đề gì đấy. Được chưa thím ơi? Đến đây chưa? Rồi đây, tiếp thôi thầy. Thầy anh Đạo đúng không? Vâng, thôi rồi, cái tiếp theo. Đi. Đấy em biết rồi. Ok. Tiếp theo thì chúng ta phải viết thêm một cái hàm nữa để lấy thông tin chi tiết của một khách sạn. Bằng cách viết thêm một cái hàm ở đây. Chúng ta có get hotel by ID chẳng hạn. Được chưa? Thì tôi đi copy xử được cái đoạn này đi cho nhanh. Đó. Đây. Get hotel by ID. Được chưa? Thì tôi sẽ có ở trong cái hàm này thì tôi sẽ có như sau là let URL bằng hotel API URL cộng chuỗi với một dấu sược. À, cái này nhận một tham số chứ. Cái hàm này nhận một tham số là ID. Được. Thì ở đây tôi sẽ viết như này. Đây. Cái này gọi là cái gì nhỉ? String template thì tôi sẽ có là biến này. Hotel API URL sược với lại cái giá trị của biến. Cái này giá trị của biến ID. Đấy, thì thằng này sẽ gửi đến cái URL như này. Được chưa? Nó vẫn kiểu là kiểu object verbal any như bình thường. Nhưng mà cái đường dẫn nó sẽ khác, đường dẫn nó thêm dấu sược cộng với lại cái giá trị truyền vào ở cái ID này.
Được chưa thì mày? Cái này cái này thầy có cho hoặc hoặc đơn không thầy? Không. Sao của em nó báo lỗi nhỉ? Đưa vào đây á. Đưa cái đoạn này vào đây á. Vâng, chỗ theo API đô la ID. Từ đây, cắt cái này đi. Đưa vào đây. Hay đưa vào đây á. Cái này á. Không. Em vừa gõ lại cái URL của thầy nhưng mà không được. Nó bị... Thầy có nhìn cái dấu này không? Không, em nhìn không rõ được. Rồi cận lý à. Nhìn thấy không? À rồi. Cái dấu này là cái dấu bên cạnh cái số 1 đấy. Ừ, em thấy. String template của S6 nó là như thế này. Được chưa? Em bị đỏ bên số chữ ID ấy rồi. Nhận tham số trên này chưa em? Em có hoặc đơn xong em ALT ship F nó cũng tự ra cái số cái sổ có thể. ALT ship F là cái gì? Chưa hiểu. ALT ship format lại trang đấy. Không biết, tóm lại là không biết. Format cho code nó đẹp hơn đấy thầy. ALT nhưng mà tôi không có ALT ship S à. Kéo ra nó ra cái gì? Được chưa? Tóm lại xong đoạn này chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp nhá. Vâng. Thì bây giờ mình quay lại với cái hotel detail này. Thì mình sẽ có hotel get hotel by ID và mình truyền vào đây là cái this.hotel ID chấm subscriber. Dạ, trong này mình lại có data bằng this chấm đây mình có hotel detail bằng null. Mình sẽ có this chấm hotel detail bằng với cái data. Dạ, bằng với cái data và mình có thể là console log nó ra trước, console.log ra cái data nha. Được chưa Thím ơi? Chạy thử nhá. Bấm này. Mở console ra. Đây thông tin của nó đây. Được chưa? Back lại này, chọn thằng khác. Đây thông tin của nó thằng 22. Được chưa? Thì bây giờ mình hoàn toàn có thể dựa vào cái data của nó như này để mình làm cái giao diện. Ví dụ như ở đây có H2 này, mình sẽ xử lý nó là hotel data. Hotel data hay hotel detail nhỉ? Hotel detail. Hotel detail.name. Tiếp theo có một cái img thuộc tính src bằng hotel detail. Cái mẹ gì nhỉ? Logo.
và có width cho nó. Width bằng là 150 thôi. Đấy, chúng ta sẽ có thêm một thẻ BR để xuống dòng nữa, một thẻ P và hotel hotel detail chấm address 7 hotel detail chấm country. Không. Bây giờ chúng ta bấm một cái, đây là cái thông tin của nó, tên khách sạn là Moray Osinki, ảnh đây, cái địa chỉ đây, là quốc gia đây, chẳng biết quốc gia nó lấy cái quái quỷ gì đây, được chưa? Bách lại cho cái khác, đây, Hà Lan, được chưa? Đây, được chưa? Và tất nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy nó có một vài cái lỗi. Cannot read property name of null. Được chưa? Thì chúng ta có thể là xử lý như sau. Nếu mà deep ở đây chẳng hạn, chúng ta để vào đây một cái deep, thì chúng ta lấy cái deep này bao phủ toàn bộ cái nội dung kia. Lấy cái deep này bao phủ toàn bộ nội dung ở đây. Thì chúng ta sẽ có, đây là sao ng if của cái hotel detail mà khác với null thì mới hiển thị cái đống này. Còn lại nếu mà trong trường hợp mà cái hotel detail bằng null ấy thì chúng ta thị ra một cái chữ là loading, là đang chờ, đang quay, tao đang quay, chúng mày nói ít thôi, ví dụ thế. Thì mình sẽ có là ở đây có cái là thẻ H3 đi, là loading 3 chấm. Đó, đây chúng ta có thể là reload lại, nó sẽ có chữ loading đầu tiên. Đấy, loading xong mới hiển thị ra cái này. Dạ, hoặc là nếu bạn nào mà muốn xịn hơn một chút thì chúng ta có thể là loading if và yes. Đây. Đấy, hoặc là cái này. Đấy, tôi copy cái đường dẫn ảnh này. Ok. Thì tôi sẽ phang nó vào đây. IMG có src bằng cái đường dẫn này. Với width bằng 200. Đấy. Bây giờ chúng ta back lại. Bấm bất kỳ nào nó cũng có loading trước. Xong mới hiển thị cái này ra. Thì đấy nó là cái cách chúng ta làm giao diện. Thì tôi sẽ đẩy cái code này lên Git nhé. Bạn nào thích thì có thể vào cái đường dẫn tôi đã gửi cho các bạn ở phần chat này rồi đây. Đây. Chúng ta vào ngó xem nó như thế nào. Được chưa? Đấy, làm web bây giờ nó rất là đơn giản thế thôi. Quan trọng là cái việc chúng ta làm API nó thế nào. Xem có khớp được không. Chúng ta sẽ xử lý tiếp. Thank you.
Ô thấy cái hotel detail của em nó cứ bị nôn đi. Đâu? Gửi link như nào? Cái link đấy đúng không? Không. Nôn ở console hay nôn ở đâu? Nôn ở lúc bấm vào ấy. Úi giời. Có nhìn thấy màn hình của tôi đúng không? Dạ. Vẫn đang nhìn màn hình của tôi đúng không? Vẫn đang nhìn màn hình của tôi. Ok, đây này. Hotel API. ID. Đây này ông Thành. Ông nhìn thấy cái gì đấy không? À, nhìn thấy cái đoạn đang bôi không? Đây phải là URL chứ. Đúng chưa? À rồi. Ngáo mẹ rồi. Không mấy môn này ngu người lắm thế. Bình thường có gì mà ngu, sau này sẽ còn nhiều cái ngu hơn. Cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội. Đằng nào chả bị chửi. Một ngày nó cho chục con bớt ngồi đấy mà fit. Thật. Bao giờ phải cốt 1.000 dòng không bị bắt. Bị đối. Được chưa các thím ơi? Xong rồi ạ. Rồi ok. Đấy, thì tóm lại là cái HTTP các bạn thấy nó cũng khá là đơn giản đúng không? Thực ra đến bây giờ chúng ta cứ đi copy đi copy lại thôi, còn mỗi cái loại cái đoạn mà gửi gửi request dạng. Ví dụ bây giờ tôi làm luôn một cái xóa nhá. Tôi làm luôn một cái xóa xem nó như nào nhá. Thì ví dụ như ở trong cái hot detail này tôi sẽ làm thêm một cái action nữa, một cái button này là delete đi, delete chưa, button delete thì ở đây tôi nhận một cái sự kiện là on click cho nó, on click dạ bằng remove hotel, giờ gọi đến hàm remove hotel đúng không ạ? Ở trong này tôi sẽ viết như sau, có một cái hàm là remove hotel thôi, thì tôi sẽ viết một cái đây gì đây, cái này là cái gì sao lại báo không có tồn tại nhỉ, thằng vẫn chạy ầm ầm điều, thì tôi sẽ làm như sau. Ở trong cái hotel service này tôi sẽ viết một cái hàm, là remove hotel by ID, remove hotel by ID, được chưa? Và ở đây tôi sẽ vẫn cái URL này, vẫn là cái URL đấy, nhưng mà với cái mail http.delete có không? http.delete này, được chưa? Vẫn nhận cái URL này, bởi vì URL delete nếu mà không tính cái method ấy thì cái URL của thằng delete và thằng get by ID nó giống như hệt như nhau, nó chẳng khác gì cả. Thì ở đây tôi sẽ có như sau. Remove này thì tôi sẽ có là this.hotelService.remove hotel by ID. Tôi chuyển về đây là this.hotel ID. Subscriber. Đây là data. Và tôi sẽ tiến hành là tại một hàm ở đây. Chưa? Thì bây giờ sau khi xóa xong rồi thì tôi sẽ tiến hành là redirect lại cái trang này về cái trang danh sách kia đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ redirect nó như nào? Tôi xem nào, redirect.
Không có. Redirect vào này. Redirect. Đây nó có redirect to này. Redirect này. Copy cái này. Nó có không một ví dụ nhỉ? Đây redirect đây. Children à, không phải thế này. Chờ tôi chút để tôi tìm xem nó là cái nào. Navigation cancel. Angular 2. Redirect. À, đây có thêm cái này nữa. Để tôi xem nó redirect như nào. Quên mất cái hàm nữa. Setup redirect. Không phải này. Có một cái đoạn code ở trong component cơ. Round entry. Router paramap. Đây đây đây, this router chấm navigate đúng không? Router. Đây 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 này. Tôi sẽ có như sau. Để bỏ cái này đi, thêm cái đoạn này vào. Router activate router này. Đây tôi sẽ để là activate router. Đây. Còn cái thêm một tham số nữa là private router. Một kiểu dữ liệu là router. Một kiểu dữ liệu là router. Sau khi tôi xóa xong và nhận được dữ liệu ở đây thì tôi sẽ có this.router this.router navigate truyền sang một cái đường dẫn khác là đường dẫn này. Ok xong. Dạ, bây giờ tôi sẽ thử nhá, xóa thử nhá. Delete chẳng biết thằng này thằng bao nhiêu. Tôi sẽ xóa thằng đầu tiên. Đây tôi copy cái tên của nó này. Bấm vào đây. Ra thông tin này, chọn delete này. Không bay à? Hình như ra thầy là... thầy tiêu chuẩn ID cho nó thầy ạ. Đây, HTML. HTML ấy. Bên không cần. Number. Thử lại cái. Nó sẽ lại nhận đây là object nhỉ. Như vậy thì ở đây tôi sẽ nhận vào đây là tôi vừa viết cái gì cả. This hotel detail chấm ID không được không? Được rồi, nó xóa được rồi nhá. Đây, bay mất này. Dạ, bay mất khỏi màn hình luôn. Thằng này nữa này, xóa luôn. Bay giờ. Đấy, thì chúng ta muốn on gì thì chúng ta kích vào đây, chọn đây này, à chọn vào trong cái service đấy. On delete thì chúng ta http chấm delete là xóa được. Yeah. Thì đấy nó là cái cách chúng ta thực hiện lấy danh sách, xem chi tiết và xóa một cái dữ liệu từ trên API đi. Bây giờ trên mốc API chúng ta sẽ còn xem nó còn bao nhiêu dữ liệu. Reload này. Đây nó còn 28 dữ liệu. Bây giờ tôi xóa thêm một thằng nữa. Rồi. Bây giờ chắc chắn là sẽ còn 27. Được chưa?
Đấy, chúng ta thực hiện thêm sửa xóa nó như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ mỗi người tự nghĩ cho mình một cái chủ đề để quản lý. Bây giờ có thể quản lý sinh viên, quản lý các cái loại ô tô hay là máy tính gì đấy. Mỗi người nghĩ cho mình một chủ đề, thực hiện việc hiển thị danh sách, xem chi tiết thông tin và xóa cái bản ghi đấy khỏi cái mốc API do mình tạo ra. Được chưa? Thì đấy là công việc của các bạn. Các bạn sẽ phải làm cái việc đấy để cho xong cái bài assignment. Bài assignment của chúng ta thì sẽ làm việc với hai bảng nhé. Ví dụ giống như cái mốc API của tôi này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có hai cái resource. Một cái là hotel, một cái là room. Dạ, một cái là hotel, một cái là room. Thì bây giờ tôi sẽ có màn hình là hiển thị danh sách các cái thằng ở ngoài là thằng hotel trước này. Sau đấy tôi bấm vào một hotel, tôi sẽ hiển thị ra danh sách của tất cả những cái room nằm trong cái hotel mà tôi vừa mới bấm vào xem chi tiết. Được chưa? Sau đấy tôi sẽ tiến hành là thêm sửa xóa được các cái hotel cũng như các cái room ở trên cái màn hình của tôi. Và thêm, thực hiện chức năng đủ chức năng thêm sửa xóa xem danh sách của cả hai cái resource này. Thì đấy nó chính là bài assignment. Thì các bạn cũng sẽ làm một cái tương tự. Nhớ nhá, các bạn cũng sẽ làm một cái tương tự theo kiểu dạng như là chúng ta sẽ tiến hành là làm hai cái resource nó có liên kết cha con như này, và chúng ta cũng sẽ tiến hành là thêm sửa xóa hiển thị danh sách, hiển thị chi tiết thông tin của hai cái resource đấy. Được chưa? Thì đấy là chính là cái bài assignment. Còn bây giờ các bạn xem lại giúp tôi xem cái phần bài ngày hôm nay là học với HTTP. Thì chúng ta trong HTTP này có phần service cũng như là gọi đến các cái API thông qua các cái component là hotel list và hotel detail như này. Thì các bạn còn chưa nắm được cái phần nào không, cần giảng lại không thì báo lại với tôi để tôi chỉ lại cho. Được chưa? Còn nếu không thì chúng ta sẽ chờ thêm mấy phút nữa để chúng ta điểm danh và chúng ta sẽ nghỉ. Xem lại đi, xem lại một lần đi, đừng chủ quan. Bao giờ nộp assignment hả thầy? Hả? À? Bao giờ nộp assignment? Làm đi, đến bao giờ nộp với tôi khắc báo. Vâng. Bây giờ mới buổi thứ 6 hay sao nhỉ? Buổi thứ mấy rồi? Buổi thứ 6 đúng không? Nay mới buổi thứ 6 thôi. Đây là cũng chưa vội. Hả? À? Tôi nãy giờ không xem màn hình à? Tao chẳng thằng nào nói gì vậy? Có mà em có xem được mà thầy. Dạ. Thầy có xem nào em bấm vào trong cái nó có mà. À rồi ok. Thì đấy, các bạn xem ở trên cái stack blitz của tôi ấy thì tôi làm luôn trên này thì các bạn có thể theo dõi luôn cũng được. Nghịch ngợm gì thì nghịch ngợm trên này luôn. Các bạn cứ clone bài của tôi về dùng thoải mái nhá, bởi vì các bạn không thay đổi được code ở trong này đâu, bởi vì các bạn có thay đổi trên máy các bạn như nào cũng được. Nhưng mà bài của tôi vẫn là bài của tôi, nó không bị thay đổi. Đó. Xem lại một lượt đi,